Việc nhân thế. Theo dòng chảy của cuộc đời, ta lặng nghĩ suy và ngắm nhìn, thử hỏi bao việc xung quanh ta, thực tế có ba là chủ yếu. Một chính là việc của chính ta, hai là sự việc của người khác, ba là sự việc của ông trời. Nhiều đó sự việc đã bao quanh. Nhiều người vui vẻ rồi đón nhận, kẻ thì suy tư rồi oán than, kẻ thì chăm chú và cảm thụ, kẻ thì tự ti rồi chạy trốn. Sự việc đa màu, đa sắc màu, chỉ bởi do ta chưa thực hiểu, không phải do ai, phải do đời, chẳng phải nhân thế hay vạn vật. Nếu muốn thấy được, xin tĩnh chút, lắng nghe dòng suối ở bên trong đang chảy từng ngày không ngừng nghỉ, giúp chúng ta nhìn rõ thực tại. Bởi vì hầu hết đang bị nghiện, nào là ăn uống, nào chơi game, nào là thuốc lá và nhậu nhẹt, nghiện sự bận rộn, ghét thảnh thơi. Nhưng ai đâu hiểu sự đang là, cứ hoài trốn chạy và né xa, ngày cứ chất chồng xa bản thế, lọc chưa được thì gánh chất thêm. Có mấy ai đang đi thực thụ, lắng nghe chân lý của đời họ, để họ cảm thụ với ơn phước đã đặt sẵn ở trong thân tâm. Suối nguồn dòng chảy là vô tận, khi người thực thụ để cảm thụ mới rõ, mới thấu điều chân lý cuộc đời đã đến hay đang đi. Ta mong người hãy nhớ điều này, thực tại là do người đã chọn, không phải do ta, không do người, vì thế chớ thù và than trách. Cuộc đời theo thế mà tệ đi, hãy thử tha trôi theo bản nhạc, chỉ ngồi lắng nghe không phán xét, xem sự sầu não có còn không. Mỗi khi ngươi khởi điều phán xét, ngươi đang xa cách lý chân thực. Do vậy hãy quay về lắng đọng, nhẹ nhàng và nghe dòng chảy bên. Sau khoảng thời gian lắng nghe ấy, mở mắt đón chào cùng tươi mới. Bên đống tro tàn thời đã qua, nhẹ nhàng bước trên tạ ơn chúng. Ngươi sẽ thấy tâm dần tĩnh tại, có đúng vậy không người đang nghe? Chớ vội tự hào và nhảy múa, cái tôi được đó mà vùng lên. Hãy dựa theo đó và lắng đọng, để sớm an trú trong bản thể. Con người thực là của chính ngươi, sống trọn an bình và thực thụ. Ta chỉ xin nhắc vài điều vậy, ngươi làm hay không là ở ngươi, không phải do ta hay ai khác, chớ mai sau này oán trách than. Bình an vui trong dòng chảy nội tại, bạn sẽ nhìn thấy bản thể của sự tĩnh lặng. Sau đó, bạn sẽ hòa mình cùng sự vô tận của vũ trụ tạo hóa. Khi ấy, bạn sẽ hoàn toàn hợp nhất với chúng. Awake Motivation, động lực thức tỉnh. Open your world and emptiness, mở ra thế giới và sự tĩnh lặng của bạn.